Hello everyone, xuất đây bà con đang ở khán đĩa, nông ngày ní, khi hoàn năng lệ sĩ năng lực cho nơi ca sản tình yêu mối mong hai mong phổn. Bạn chắc mong phổn sắp nơi ca sản tình yêu. Good morning, Kasmi. Good morning, Mon Thuyền. How are you? I'm fine, and you? I'm very well. What time do you usually get up? I usually get up at 6 o'clock, and you? I usually get up at 5 o'clock. Why do you get up early? Okay, because I teach English to my student. What time do you teach English to your student? I teach English to my student from 5:30 to 6:30. And another student, I teach English from 6:30 to 7:30. Do you teach English 2 hours? Yes, I do. What do you do after you get up? After I get up, I take a shower, wash my face, get dressed, and have breakfast. Bà bà bọn bạn sẽ đọc nơi ca sân nè rồi hỏi cứ nhóm bà đàm lang đòi good morning. Bà good morning, let's me. Arun sus day, let's me. Bà good morning, cứ bà thả arun sus day. Bà dương sus day nhé nè bởi bật. Bà cứ dương ai bà bán chạp bì bật bật lầm tới rồi hốt đồng màu đọc bì. Bà chân nơi bê đài nè nà mà nè dạy good morning cho mùa dưới. Bà dương tự ra good morning vinh nhé, good morning. Bà chân nhầm xua ta how are you? Bà ta nè sọc sở bà chế tế. Bà how are you? Bà chân let me chơi lại ta I'm fine and you? Bà nhầm sọc sở bà chế tế I'm fine and you? Hai cho nè vinh. Bà nhầm chơi lại ta I'm very well. Bà nhóm sốc sở bài thì I'm very well. Bà I'm very well có miền ảnh tình này mà nâng I'm fine nè. Và ta nâng nông ca sẵn thân giới dưỡng vui ca phát lạc đố có mọi bà biết là đài đài nè. I'm very well. Bà nhóm xua tha what time do you usually get up? Bà what time do you usually get up? Bà chỉ tụ tớ ta nẹ cầu vui kỳ nơi mong phần mạng. Bà what time nâng xua rộp về vừa liền nè. Hai ví dụ sinh nô bao nhiêu? Do you usually get up? Và chữ tu tới nè cầu bị kề. Bà chân biết tha usually nó cứ phải tha chữ tu tới. Và chữ tu tới bên đây tha cái sự phải rồi vậy. Nè không tự lọp ra cầu bị kề nhé. Và get up. Và cứ phải tha cầu bị kề. Bị biết nó cứ dừng phải tha cầu bị kề. Và get up. Hay đu ní cứ dừng ở phải tê. Tại sao bà ca chịu dụ sinh nô cứ dừng phải đu chung nổi. Hay bà thiên dù. Và what time do you usually get up? Ta nè cầu bị kê nè màu phần mạng. Chẳng lệch mì cho lại tha I usually get up at 6 o'clock and you? Và nhóm chỉ tu tới cầu bị kê nè màu phần mùi. Hai cho nè mình. Và I usually get up at 6 o'clock. Nhóm chỉ tu tới cầu bị kê nè màu phần mùi. Và I nhóm usually chỉ tu tới. Và get up, cầu bị kế at 6 o'clock và nơi màu và mùi. Chân nơi bị một máu cứ dương pra nó một đói preposition at. Và at 6 o'clock nơi màu và mùi. At 5:30 nơi màu pram cả lại chẳng tầng. Và nơi dễ ruộng nơi bị một máu cứ dương pra preposition at. Hai bạn xua vĩnh and you. Hai chân nẹo vĩnh and you. Bạn xua nhau vĩnh. Anh em loại thác. I usually get up at 5 o'clock. Bà nhóm chỉ tụ tới cầu bị kế nâng mạng pram. Bà I usually get up at 5 o'clock. Bà chẳng nơi bị một máu cứ dương phá at 5 o'clock. Chẳng lệch mấy của bạn xua thá. Why do you get up early? Hạt ấy bạn chỉ nẹ cầu bị kế chạm mấy. Bà rưu môi có hạt ấy bạn chỉ nẹ cầu bị kế bị bật lòng all chẳng. Thì why do you get up early? Bà why nó cứ phải thay hạt ở vậy. Bà hai thay chia WA question why phải thay hạt ở vậy. Dù xin hồ vào dưới do you get up early. Bà đủ dương ảnh phải thế. Đại sao bà ca chiều dù xin hồ dương đặt nâng bộ phát hiện dù nè. Get up cao bị kênh early. Bà early nâng bị bình lâm rưu môi có cao bị kênh môn. Bà môn thông đá nâng cứ dương phải early. Bà early.
Và không ai dưỡng bởi xin được cao vực kết bị lầm ổn chẳng thể. Bạn nhầm trả lời thả, ok, because I teach English to my student. Và bị bước nhóm bằng riêng bị sang lễ đó sẽ rõ bọc nhóm. Và because I teach English to my student. Ok, nó cứ ba trong môi gọi ấy chẳng mắn. Because, bị bước, ai thì và ai nhóm thì nâng bằng riêng và English bị sang lễ và bằng riêng đó làm nhé dương phở thu nè và thu nâng dương ập rai thế bằng ta gọi thang bê đê xế rưu môi con chế dương thường đại viên màu và bằng riêng ông lễ tới thời nào mà nè chứ my student và sách rồi bọc nhóm my rồi bọc nhóm student nâng cứ sách rưu môi con để sách. Ok, because I teach English to my student. Bạn let me có số tiết thà what time do you teach English to your student? Ta nè bông riêng bây giờ ông lê tư sở bỏ nè nâng nơi mong phần mẹ. Và what time do you teach English to your student? Và what time số rộng mong phần mẹ. Nhưng đã nơi bình bộ cái vụ xâm nua. Cái vụ xâm nua bao nhiêu do you teach English to your student? Và thích bằng riêng English bây giờ lấy thu cho student và sẽ rõ bọn nhẹ đôi bây giờ khăn lửa đáy. Bạn nhóm trả lời thà I teach English to my student from 5:30 to 6:30 and another student I teach English from 6:30 to 7:30. Bạn I teach English to my student nhóm bằng riêng bây giờ lấy để sản bọc nhóm at 5:30 và nơi màu pram kala thu 6:30 và từ màu pram mũi kala and how another student và sơ đợt tay tiệt another nâng đợt tay tiệt mũi tiệt xây tiệt và student nâng sơ I teach English from 6:30 to 7:30 và nhóm bằng riêng bây giờ ân lễ vì màu pram mũi kala từ đó màu pram mũi kala. Và chân vì màu nào mùi từ màu nào mùi nó cứ dương phá prom hay đã màu máu hay thú hay đã màu mùi tiệt màu. Và chân lệ mấy các bạn xuôi nhóm thà do you teach English for 2 hours? Ta nhạc bọn riêng được sao lệ nâng dạ về vì màu rưu do you teach English for 2 hours? Và đủ nhưng đã máu đồng bây bạc dự dụ xung núa và thích bọn riêng dũ nè. Ok. English bị sang lễ for 2 hours và dạ về 2 màu rứt. Bạn nhóm trả lời thà, yes I do. Bạn nhóm bằng điện 2 màu, yes I do. Và nhóm bạn số vĩnh, what do you do after you get up? Ta nẹ thua với bằng tòa vì nẹ cao bị kì. What do you do after you get up? Và what do you do ta nẹ thua với after bằng tòa vì you get up nè cao bì kì. Và để xem các bạn trải thà after I get up I take a shower wash my face get dressed and have breakfast. Và bần tỏ bì nhóm cao bì kì nâng nhóm ngủ tất lộn múc sleep bẹo cả ái hơi nâng nhằm mà hàm bì bật. Và after bần tỏ bì I get up và nhóm cao bì kì I take a shower và nhóm một tật I take a shower và thay nâng tam thòm đá này thòm đá cứ phải thay dột mấy thay bình tay bởi xanh này dương phải cho mùi nâng shower cả chuột nâng cứ dương phải thay ngụt tật tại mà đó và take a shower ngụt tật chẳng bởi thiệt ái I take a shower và nhóm ngụt tật và wash my face và lục mục wash my face wash nâng lục và lục liền và liền làn liền ấy nó cứ dùng vào vỏ bàn bọc cả à, lục mục liền đài những vỏ và vỏ máy face và lục mục vỏ máy hand liền đài face nó cứ vào thành mục à, chân ở cái bì môi lại nó cứ điệp rõ mạch phở và thiên ai cho đàn về thế dùng lục trào tới dùng vào vỏ máy với cái giả sạch tầm đồng và kể dress và kể dress nó cứ slip bạc à và sẽ thao bạc à tình nội ấy nó cứ kể dress và and how have breakfast nhắm à hàm về breakfast và have breakfast have đấy
dương phải tham miền để dương miền lan miền ấy chẳng đây thọ mà đá cứ phải tham miền phần tai bờ sân này dương phải mùi đằng à hà phải bắc cứ bị phải thành nhám hồ bị xà nữa hà bắc phở nhà mà hà phải bắc bà bắc phở nâng hà phải bắc bà so cắt viết cứ a bị s mà dương cọ thà kỳ ấy kỳ say nạn nơi nông vật tụng nâng phải cho mùi nâng a bị s miền đây tháng cho mũi có độ rôm nâng hà phải bắc. Bạn chẳng bao giờ đọc cả sản phẩm này một đoạn tiếp. Good morning, Leslie. Good morning, Môn Thuyền. How are you? I'm fine, and you? I'm very well. What time do you usually get up? I usually get up at 3 o'clock, and you? I usually get up at 5 o'clock. Why do you get up early? Okay, because I teach English to my students. What time do you teach English to your student? I teach English to my student from 5:30 to 6:30. And another student, I teach English from 6:30 to 7:30. Do you teach English 2 hours? Yes, I do. What do you do after you get up? After I get up, I take a shower, wash my face, get dressed, and have breakfast. អរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅលើ channel រស្មីសອນបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដាននៅវីដេអូដែលអាប់ដេតថ្មីៗសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe ហើយនិងសញ្ញាកណ្ដឹងសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ